Hello các bạn, mình là Di đây. Thì hôm nay mình nhân dịp đi Sài Gòn, mình có việc các bạn. Sẵn mình quay cái xe Yamaha Tracer 9 của mình cho các bạn xem ha. Tính ra là từ bữa tới giờ mình lấy xe mình cũng chưa có cơ hội mình quay cho các bạn xem á. Cái này là chỉ là một cái video mình quay nhanh thôi nha các bạn. Tại vì mình cũng chưa có thời gian mình làm một cái video cụ thể á. Thì hiện tại là xe mình đã gắn được hai cái đèn trợ sáng, cũng như là mình làm lại cái phần trước này nè các bạn. Đây, cái phần demi này mình sẽ làm thành xi nhan luôn, nhìn nó rất là đẹp ha. Các bạn đừng có để ý cái áo của mình nó dạ lên, tại hôm nay dạo này mùa mưa các bạn, cho nên là mặc cái giáp đi mệt lắm. Nắng thì nó nắng rồi là nắng, mà mưa thì nó chụp nhịp hết trơn à. Cho nên là mình mặc một cái áo thường thôi, chủ yếu là để che nắng thôi. Bên hông xe mình hiện tại là mình có gắn một cái chống đổ. Đây, chống đổ này của hãng là HIP nha các bạn. Thì chống đổ này mình đặt order nước ngoài về. Còn ở Việt Nam mình có thấy có một cái loại chống đổ của SW Motec các bạn. Thì mình thấy bắt ở đây và dòng ra đây thì nó có vẻ hơi vướng một xíu. Mình có gắn một cái miếng dán chống trượt bình xăng, cũng như là mình gắn cái túi ở đây. Mình mở ra cho các bạn xem. Đây, cái ngàm này mình đặt cũng phải 2-3 tuần rồi các bạn. Tại vì hết hàng á, mình đợi hoài luôn mới có ha. Trên này thì mình có một cái bộ ngàm điện thoại SV Connect, bao gồm cái ngàm này, một cái bộ chống rung và một cái kẹp điện thoại. Cái này mình bọc cho nó vui thôi. Tại vì cái bao tay zin nó nhiều lúc mình đi trong phố nó hơi đau các bạn, cho nên là mình mới bọc cái này lại ha. Cái này là ống nước co nhiệt rồi các bạn, mua cho Shopee khá là nhiều, 40 mấy ngàn một mét đó. Và ở đây mình có một cái đồng hồ đo áp suất lốp các bạn thấy không. Thì cái đồng hồ này để mình đo được cái áp suất bánh xe con bê đốt trước mình cũng có gắn ha. Ngoài ra thì xe mình có gắn một cái cản sau. Đây, cái cản này thì là cản của Việt Nam làm, giá cũng khá là mềm. Chủ yếu là mình để nhìn cái đuôi nó đỡ bị ngắn á, cũng như là mình để ba lô mình cột mình ràng lên thôi. Đó, thì mình có một vài chi tiết để giúp chống bùn tốt hơn. Cái miếng này hồi đầu mình mua một miếng, xong rồi cái mình chỉ có dán keo thôi, mình không có để ý. Mình đi ra Vũng Tàu á, cái nó rung nó rớt xuống luôn, rồi nó cuốn vô bánh xe nó cán cái bẹp gãy luôn. Mình phải đặt là một cái miếng mới. Miếng này 450 một miếng, trước sau luôn là gần 900 ngàn. Đây mình có cái miếng trắng bùng. Xe này nó thiết kế ở góc này nó bị vô văng bùng khá là nhiều các bạn. Đây nè, hướng này nhìn qua nè, không biết là quay vậy thì có được hay không, tại vì mình không có cầm tay, mình đang ở Bến Tre ha. Ngoài ra xe mình thì hết rồi các bạn, không có còn gì để review. Cái này chỉ là review nhanh thôi, với lại sẵn thì mình cũng sắp tới mình đi thay bô rồi, cho nên là sẵn quay cái video này cho các bạn nghe tiếng bô zin nó thôi. Xe này là bản thường cho nên là bên trong này nó hơi trống mà các bạn, nếu mà bạn đặc biệt thì nó sẽ có một cái bình dầu của phuộc nữa. Phuộc sau là nó có can thiệp điện tử khá là nhẹ, trước sau bản đặc biệt nó có phuộc điện, còn này thì bản thường thôi. Ở hãng thì thông báo chắc ở tầm cuối năm mới có về bản đặc biệt, mà bản đó cũng hơi cao. Thôi mình cứ lấy bản này mình đi luôn đi. Đây, đây là cái bô ha, thì nó vừa là cái bầu vừa là cái bô luôn, nó gọn ở dưới xe luôn các bạn. Và cái cổ này thì có pha một ít chất liệu titan á, cho nên các bạn nhìn nó sẽ có lên màu hơi tái tái một xíu. Đây, đây là cái dè chắn bùn trước nè các bạn. Thì dè này mình gắn mình không có bắt ốc, nó cũng không có rớt, nhưng mà đợt bữa mình mới gắn cái sau mình gắn cái trước luôn. Mình có bảo vệ các nước Evotech nè, hết rồi. Xe mình thì ngoài ra thì nó cũng khá là zin ha, chỉ có cây bô nữa thôi. Thì mình đang đợi bô về để mình lắp. Bô mình đặt là bô Acra Bovic Full System cho con này. Thì cổ inox, cổ titan thì hiện tại mình chưa có thấy, chỉ có Việt Nam mình làm thôi. Ở đây thì cũng hơi ồn, nhưng mà mình sẽ mở thử tiếng bô cho các bạn nghe ha, cũng như là mình đi chứ giờ này cũng nắng quá rồi các bạn. Đây là bản đồng hồ mà không biết giờ này nắng các bạn có thể nhìn thấy được hay không. Bô xe zin thì nổ tại chỗ nghe khá là hay, nhưng mà khi mà các bạn chạy thì nó êm lắm các bạn, êm hơn một chiếc tay ga nữa. Đây, cái bô nó là cái bầu gọn phía dưới này nè, cho nên là các bạn nhìn sẽ không có thấy được hai bên á, nhưng mà mình vẫn thích có cái hình dáng cái bô nằm đây hơn, nhìn nó đẹp mắt hơn. Nhưng mà đang đợi bô về các bạn. Này, nhìn từ hướng này các bạn nhìn qua nè các bạn thấy không, nó gọn hai bên xe lắm. Đèn hậu xe cho bạn nào thắc mắc ha, tại vì cái cản này nó che bớt rồi nhìn nó không có thấy á.
Đó, thì đây là cái con xe Pacer 9 của mình. Mình đi em nó cũng gần được 1.500 cây rồi các bạn. Thì tới bây giờ nó rất là ok ha. Không có gì để bàn cãi cả. Đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi thôi. Ở đây cũng hơi nắng, nãy giờ nóng quá trời luôn. À dạ, nóng đít quá. Mình đang để mode 1 nha các bạn. Còn traction control thì mình để 2. Traction control nó có hình như là hai mức, mức 1, mức 2 cùng với một cái là manual là 3, với tắt nữa là 4. Tắt được nha các bạn. Rồi bây giờ đóng kính xuống. Chung là để so về con Tracer này so với con BMW S1000XR cũ của mình á, thì một con là 8, một con là 10 nha các bạn. 10 chắc chắn là XR rồi, còn 8 là dành cho Tracer 9 này. Lý do là tuy là thông số mã lực nó thấp hơn 117 mã lực và 93 Nm so với con BMW là 160 mã lực và 112 Nm, nhưng mà con này nó lại nhẹ hơn, cho nên là chạy thì nó cũng 80 với BMW. Chỉ có đâm hậu thì thua chắc chắn rồi. Ba máy cũng không có thể nào lấy hậu được gần bằng bốn máy. Và xe mình thì hiện tại là chưa có quyết ship. Bản thường không có nha các bạn. Bản đặc biệt mới có. Bản City á, mình cũng đang đặt ở hãng quyết ship về, nhưng mà đợt trước về được 3-4 cây gì đó, không có kịp. Bây giờ mình vẫn đang đợi, tại vì bên EU cháy hàng rồi. Con này thiếu quyết ship là một cái điều thực sự là đáng buồn luôn á các bạn. Thì về so, nếu mà công nghệ so với bản GT là bản đặc biệt các bạn, với con XR thì nó cũng gần ngang ngang nhau, cũng có sửa ấm tay lái, cũng có phụt điện, mất chạy ga điện này kia. Còn bản thường mình đang đi á thì nó có ga điện, nó không có phụt điện và không có sửa ấm tay lái. Cái sửa ấm thực sự không có cần lắm, là Đà Lạt mới cần. Nhưng mà bản thân cái xe nó cũng khá là nặng rồi, cho nên là mình nghĩ là mình cũng để mình nâng cái kính giá. Ui, công an kìa. Ủa ủa mình lo mình né ổ gà mình không thấy công an. Không để ý luôn á các bạn. Quên bật cruise control. Xe này có nha các bạn. Để một hồi mình nói về những cái điểm mà mình thấy so sánh giữa hai con, để mình kéo kính lên cái đã. Các bạn chỉ ấn vô là kéo lên thôi, do là cái cảm biến mình dán ở đây cho nên là nó hơi vướng một xíu, mà kéo lên cái số vẫn được. Hôm nay mình đi là chủ nhật 22 tháng 4. Ủa lộn 22 tháng tháng 5 chứ. Đó, chủ nhật thì cũng hay có công an, mình không để ý là công an lúc đó luôn á. Hết hồn, không thấy luôn. Tới lúc mà mình chạy qua là mình mới thấy được áo của cái anh công an. Mình chạy hiền lắm, mình đâu có bao giờ đua bới với ai đâu. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ nói về cái phần màn hình của xe đi. Màn hình của xe, nếu mà bạn nào mới nhìn vào thì có vẻ nó hơi lạ, kiểu giống như là hai cái con mắt cùng với cái mũi với các bạn. Đây nè, cái mũi nằm đây, hai con mắt nằm đây. Hoặc là nhìn giống như là một cái người đang đeo kính vậy á. Nhưng mà nhìn lâu rồi thì cũng y chang vậy, không khác gì chứ. Màn hình đẹp, màn hình TFT, nhưng mà có một cái là nó hơi nhỏ so với đại đa số các đồng hồ khác. Màn hình nó nhỏ mà thông tin nó cũng hiển thị cũng nhỏ luôn nữa. Hồi đầu tiên á, mình lấy xe này mình đi á, mình đi được đâu đó khoảng 200-300 cây. Mình nhìn xuống mình không thấy được cái giờ ở đâu luôn. Nó quá nhỏ để nhìn, mình phải cận cảnh như thế này nè các bạn thì mới thấy được. Nó có một cái đồng hồ bên trái là hiển thị tốc độ, báo số, báo mất chạy. Bên phải là các bạn sẽ hiển thị những thông tin ví dụ như là trip 1, trip 2, xăng tiêu thụ, rồi nhiệt độ nước mát, nhiệt độ môi trường. Có rất là nhiều.
hẹn các bạn một cái video review cụ thể đi chứ mình dạo này không có nhiều thời gian lắm, sorry các bạn rất là nhiều. Xe này mà để traction control 1 rồi mình để nói chung là để mod mạnh nhất là mod 1 á, mình kéo nó cũng hơi hơi lên đầu một xíu ha. Xe khá là mạnh đó các bạn. Nhưng mà xe mạnh nhẹ thì nó có một cái điểm hơi không có được tốt, đó chính là cái độ ổn định của nó. Thì lúc nãy mình có trước cái lúc nãy quay á, mình có chạy thử thì tầm khoảng gửi gửi thì nó hơi hơi bị chao cái xe. Lúc đó mình đang có trên cầu nữa, có thể là do gió nữa. Còn con BM thì mình đã từng nhích lên được 88 số 1 đầu đó nha các bạn, chứ không phải là số 2 đâu. Mình ngồi yêu đời lắm, mình chưa bao giờ qua số 2. 18 thôi. Mình không có khoe, tại vì mình ý là mình nói là về cái tốc độ của hai con xe mình đã từng chạy lên được. Thì con BMW này chắc chắn là nó sẽ đầm hơn rồi. Công nghệ nó hỗ trợ cũng nhiều hơn. Trên cầu gió quá các bạn, xe nó bạc. Sát xe đầm hơn. Bốn máy chắc mình nghĩ là cái quán tính nó cũng sẽ tốt hơn, tại vì nó triệt tiêu với nhau á, nhưng mà không thể nào bằng Boxer được. Đó, thì nói về cái đồng hồ là như vậy. Mình không biết những bạn khác, những anh khác, những chú khác sao, nhưng mà xe của mình nó hơi kỳ dị một cái chỗ là mình biết là cái thông tin này chỉ là báo cho vui thôi, nhưng mà các bạn thấy cái đồng hồ mình đang báo cái gì không? Mức xăng tiêu thụ trung bình là 3,7 lít. Có đợt bình thường mình chạy từ đến Sài Gòn, mình chạy chở 2, chở đồ, mình chạy tầm khoảng 70-80 gì đó, thì nó báo là 4 lít nha các bạn. Còn hồi đầu tiên á, hồi mà vẫn còn rô đai á, là nó báo 4,6 lít, lúc đó mình có up hình trên Facebook á. Nhưng mà sau khi rô đai xong thì bây giờ nó báo còn thấp hơn cả cái mức mà nó cái nhãn năng lượng đó các bạn, báo là 6,8 lít trên một chiếc. Lúc nãy mình nói tới cái nhãn năng lượng mà dán trên xe á, thì cái GoPro mình nó bị lỗi các bạn, nó bị dở chứng, nó dỗi hay cái gì đó, nó tắt, nó không có cho mình quay nữa. Thì bây giờ mình quay tiếp cho các bạn ha. Thì cái nhãn năng lượng đó là do cục đăng kiểm thử xe và dán lên. Theo như ở bên cục test thì 6,8 lít trên 100 cây nha. Còn xe mình thì bình thường mình chạy nhiều nhất, mình đi 2, mình có đồ, mình đi cũng hơi hơi đông xe, có kẹt xe một chút, thì nó báo mình là tầm 4,5 lít. Cái hình mình chụp cho Facebook là 4,6 lít nha các bạn. Cái hồi mà còn rô đai á, sau khi rô đai xong thì cái xe nó nhẹ và chạy nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Mình không biết là nó báo có đúng hay không, nó đổi hay cái gì đó, nhưng mà nó báo hiện tại nó có 3,7 lít trung bình nè các bạn. Đây các bạn nhìn nè, 3,7 lít. Báo current đó là 3,6 lít. Nói chung là tùy vào mình vặn ga cái mà bên trái á, thì nó nhảy tùm lum bên trong á, nó là thời gian thực. Còn bên phải là tính trên trung bình 100 cây. Mình đi 2, mình đi có đồ, mình đi ra tới Vũng Tàu là mình chỉ đổ lại để coi bao nhiêu ta. Đợt hồi đó mình đổ, tại vì mình đổ nó tùm lum hết trơn á. Có lúc thì mình tìm 955 nó không có, cho nên phải đổ 953. Có lúc thì 955, hình như đợt mình đổ là 12 lít thì phải. 308. Còn bây giờ thì ngày mai giá xăng tăng nữa rồi. Nhưng mà xe này tiết kiệm. Tính ra Winner bình thường là tầm 2 lít cho 100 cây. Winner hoặc là các xe tay ga khác thì tầm khoảng 2 lít cho 100 cây. Chỉ có Future hình như là 1 lít đi được 60 mấy cây á, 60 mấy 70 cây gì á. Còn lại là bình thường các xe khác là tầm khoảng 1 lít là 50 cây đi. Thì con xe này tầm gấp đôi hơn một xíu thôi. Thì 53 mấy, cũng mạnh. Mình chạy mình để mất 1 nha các bạn. Xe mình hiện tại là 1.512 km rồi. Mình đang bấm trip từ ở nhà mình đi lên thì hiện tại là đi được 68 cây rồi các bạn. Xăng thì mình chỉnh nó báo ở đây, cái nấc này nè. Nhưng mà mình không có thích cái báo xăng của Yamaha lắm. Các đời xe trước luôn thì phải, là nó báo rất là kỳ cục. Cái nấc đầu tiên á là nửa bình luôn nha các bạn. Có nghĩa là từ đầy bình tới nửa bình nó mới mất cái nấc đầu tiên.
thì nhiều lúc các bạn đi các bạn không có biết được á, kiểu mình nhìn vô thì nó vẫn còn đầy nhưng mà chạy một hồi cái tự nhiên cái nó tuột xuống phát là nửa bình, thành ra là nó hơi không có được trực quan cho lắm. Kiểu nó đầy bình như vậy nó làm mình cảm giác giống như là xe nó cứ đầy bình hoài á. Nhưng mà đối với một số người mà muốn báo cụ thể hơn thì nó hơi khó. Như con ít rờ cũ của mình thì nó chia ra một đống nấc luôn, báo đã luôn, báo thoải mái, muốn báo cỡ gì báo. Cái tiếp theo là mọi thứ nó đều hơi nhỏ cho nên là nó hơi khó thấy. Còn bên này thì các bạn chỉ chỉnh được 4 ô thông tin thôi nha, nó chia ra hình dấu cộng á, nhìn giống như là cái đồng hồ của một con tiêm kích vậy, cũng khá là ngầu. Đây mình lăn cái cục này nè các bạn, thì nó sẽ nhảy đi. Cái cục này, cái nấc này nó nằm ở đâu thì nó sẽ chỉnh cái đó. Nhưng mà mình vừa chạy thì mình chỉ lăn lăn cho các bạn xem thôi chứ mình không có chỉnh nè. Còn cái traction control là để tắt nó đi, các bạn phải dừng hẳn xe lại mới tắt được. ABS thì hình như không tắt được, không có tự chọn tắt ABS. Ngoài ra thì xe còn có cảm biến AMU 60, cảm biến bốc đầu, cảm biến trượt ngang, hình như là traction control, cảm biến độ độ trượt bánh xe, độ bám đường. Ok, nó vẫn còn quay. Nãy giờ mình thử quay mấy lần nghe nó cứ báo lỗi hoài, mình cũng không biết tại sao. Về điểm yếu của con XR lúc trước mình đi á, là cái xe nó to, nó không có cao. Chiều cao yên của con XR là 825mm, nhưng mà mình ngồi lên á, mình chống còn vừa hơn chiếc Tracer này. Lý do là tại vì cái yên con Tracer nó quá bè. Chiều cao yên của Tracer là 810mm hoặc là 825mm, mình đang để 810, nhưng mà nó bè quá cho nên là ngồi chống chân nó hơi khó, hơi chới với một xíu. Ghi đông này nó, cái chiều dài ghi đông này nó ngắn hơn so với XR. Cái góc lái hình như nó cũng nhỏ hơn một chút, tại vì mình để ý là lâu lâu mình bẻ lái nó hơi là mình muốn nó hơn nữa nhưng mà nó không tới á các bạn. Nay chủ nhật cho nên là đường đông, mình biết cho nên mình cũng chạy chậm thôi, mình không có chạy nhanh. Rồi cái bệnh của con XR á là nó bị rung tay lái, rung ghi đông rất là ghê. Từ 5.000 vòng tua tới 7.000 vòng tua và trở lên nó vẫn rung nhẹ nhẹ. Còn cái khoảng 5.000 tới 7.000 là rung phải nói là hả, các bạn càng chạy nó càng rung. Rung kinh khủng lắm. Cho nên là các bạn chỉ cần thả ra là cái xe nó gì nó giật lại. Hiện tại là khúc từ Bến Tre lên Tiền Giang, Mỹ Tho là cán đường là hết. Ui trời, bụi. Đôi lúc nhịn này các bạn ước ao đi xe hơi, mình thấy đi mô tô nó vẫn vui hơn. Đi xe hơi nó được cái là khỏe cái thể xác mình thôi. Đi ô tô thì được cái là nó sung sướng các bạn, nó thoải mái, mát mẻ nè, không có khói bụi nè, nắng mưa cũng không có tới, hơi có chút xíu nắng. Còn đi xe máy, xe mô tô thì nắng mưa chịu nè, khói bụi chịu luôn nè, nhưng mà được cái nó đã. Mình thì mình thấy đi ô tô chỉ dành cho gia đình thôi, gia đình hoặc là có công việc nào đó mà cần chở đồ này kia, chứ còn lại thì mình thấy nó khá là mệt mỏi. Cái đợt mình đi phà Đại Ngãi thì phải, cái phà mà từ ở Trà Vinh mình qua Sóc Trăng á các bạn, mình đợi phà hết 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, mình ngồi mình trên xe mình ngủ mà mình mệt mỏi quá trời luôn. Lần đó là cái lần mà gọi là hả, sợ luôn á các bạn. Nhìn bên lên xe máy á, xe máy dòng đời xe máy cứ lướt qua, còn xe hơi mình cứ đậu yên chỗ, quá buồn. Rồi đi xe hơi vô Sài Gòn nó cũng nói chung là nó đông đúc nè, rồi muốn quay đầu xe muốn tóc vào cũng khó, rồi xe cứ tạt đầu miết thôi. Thôi bây giờ mình quay trở lại với cái vấn đề chính là con Tracer này với con XR đi.
thì con XR nó khá là ngon, nó ngon hầu như là toàn diện, chỉ có cái là ghi đông nó bị rung thôi. Mình thì mình không có cơ hội trải nghiệm đời 2018 trở lên, xe của mình là đời 2016, là cũng như là đời đầu của cái đời XR luôn thì phải. Tại vì trước cái đời XR là nó có cái mẫu gì ta, R1001 hai cái gì đó. Nói chung là nó dùng máy boxer, nhưng mà cái kiểu dáng nó là đời trước của con XR các bạn. Sau đó mới tới con XR là dùng cục máy của con S1000. Thì nói chung dù sao xe Đức cũng ngon mà, xe Đức máy đỉnh. Nhưng mà lý do mà mình bán con XR mình đỡ con Tracer này, mình nói cho vui, mình nói mé mé thôi chứ mình cũng không có nói cụ thể. Tại vì không có dành thời gian cho cái việc đó đâu, tại nó cũng dài lắm. Mà nó cũng đâu dài lắm đâu. Thì đơn giản là con xe này nó đẹp. Mình biết con này nó khá là lâu rồi, trước cái lúc mình mua XR nữa. Nhưng mà lúc đó không có xe bán ở Việt Nam, không có chính hãng luôn, Yamaha cũng chưa có mở showroom luôn. Lúc đó mình cũng hơi vội, mình mua con XR. Chung mà tuổi trẻ mà, bồng bột mà, hi hi. Thì mình trải nghiệm con XR cũng được đâu đó khoảng 4-5 tháng. Mình đi 5.000 cây. Đó thì lúc đó mình cũng thấy chiếc này đẹp, nhưng mà nó chưa có về. Cho nên là thôi mình mua chiếc XR luôn rồi mình quên chiếc này luôn. Sau đó một khoảng thời gian, tầm khoảng lúc mà mình thấy cái bài của cái bạn sale á, bạn Phúc á, up lên trên cái Việt Nam Motor Show, thì mình mới thấy xe này nhập về rồi nè. Xong rồi mình vô mình coi, mình nói chiếc này đẹp vãi, cái đầu nó quá đẹp luôn. Và thế là mình sắp xếp mình bán chiếc XR trong vòng một tháng rồi mình lấy chiếc này luôn. Bán chiếc XR thì mình quay đầu lại bên anh Nga. Nói chung là anh Nga rất là uy tín, là khá là ok. Không, cực kỳ ok chứ. Đó, rồi mình lấy chiếc này luôn. Tới giờ mình đi được 1.500 cây. Mình lấy từ hồi đầu tháng 4, nhưng mà tới gần cuối tháng 4 mình mới đi được. Lý do là tại vì cán bộ ở tỉnh mình bấm sai biển số các bạn. Cán bộ vừa bấm biển số mà cán bộ nói chuyện điện thoại, cho nên là cán bộ bấm nhầm từ biển A1. Cán bộ chỉnh qua biển B là dành cho xe dưới 175 phân khối á. Và thế là xe mình có một cái biển quá ư là đẹp, 84B2. Rồi mình nói cán bộ rồi phải đợi một tuần sau mới được bấm biển mới. Thành ra là lúc đó đem xe về nhưng mà không có chạy đi đâu được hết trơn á. Về cái phần êm ái của con Tracer này so với con BMW thì êm hơn, không biết tại sao. Không biết là do con BMW của mình nó đi cũng lâu rồi, nó cũng cũ rồi, nó cứng hay sao. Phụt trước thì ok, mà phụt sau BMW cứng lắm các bạn, cứng ngắt à. Mình được cái đầm thì cứng thì nó đầm thôi. Chở hai, chở thùng này kia chạy cũng rất là đầm. Bước lên xe nó cũng không có phải nhúng xuống một cái. Xe này thì phụt sau nó hơi mềm một xíu mà. Mình thấy nó hơi mềm, phụt trước thì nó hơi cứng chút xíu. Cái này đều là thông số mặc định của nhà sản xuất ha. Để ở mức trung bình hết á. Mình không có chỉnh gì hết trơn. Mà mình coi sách hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cách chỉnh thì cũng không có nhiều. Tại phụt sau mình thấy nó ghi có 3 nấc rồi các bạn. Kiểu nghiêng qua bên này, rồi nghiêng qua bên, dặn nửa dòng bên này, nửa dòng bên kia là hết rồi. Là chỉnh phụt sau á, còn phụt trước thì mình chưa có xem. Này đường đông quá trời luôn. Kính chắn gió này thì mình thấy bên nước ngoài chê khá là nhiều. Tại vì nhìn nó to nhưng mà nó không có chắn gió, mà nó còn làm gió tạt và nó rít gió nhiều hơn. Mình thì mình thấy cũng có, mà mình chưa có ý định thay. Mình thấy nó cũng ok, với lại một phần là do nước ngoài người ta cũng to hơn mình nữa. Thành ra là cái điều đó chắc cũng dễ hiểu thôi. Mình đang để cao hết cỡ. Tính ra hệ kính gió con XR nó có chút xíu à, mà chắn gió cũng tốt quá chứ. Về cái điểm mà mình chưa có ưng về con Tracer của mình là cái chữ câu yên. Thông số thì nó thấp nhưng mà cái yên nó bèo quá, cho nên sắp tới mình chuẩn bị đi làm lại cái yên cho nó mỏng lại một xíu. Rớt đồ hay gì. Nhưng mà có một cái là mình khá là thích ở con Tracer này, đó chính là cái đèn. Đèn của xe là đèn bi LED á. Và
cái đèn cốt nó khá là sáng nha các bạn. Đèn pha thì cũng ok, nhưng mà bắt buộc thì mình cần phải lắp thêm hai cái trợ sáng để mình soi đường ban đêm, mình đá đèn với xe này kia để cho người ta biết. Bo thì nó cũng có nhiều luồng ý kiến lắm các bạn. Một số người thích đi bô zin, một số người thì thích đi bô độ. Mình thì mình vẫn còn trẻ mà, cho nên là mình vẫn thích cái bô độ hơn. Thì có nhiều người nói là có nhiều người đổ bô nhưng mà lấy lý do là an toàn, có nghĩa là cho cái tiếng nó nổ lớn xong rồi người ta đi người ta chú ý á. Thì theo như quan điểm cá nhân của mình thì nó khá là đúng. Tại mô tô thì để mà các bạn chạy đúng tốc độ một khoảng thời gian dài nó khó lắm. Đầu tiên là nó nóng. Mình chạy 50-60 là một hồi nó nóng. Nó nóng, nóng lên ghê lắm các bạn. Ý là mình nói nhiều xe mô tô khác luôn chứ không phải xe mình không. Xe Nhật thì đỡ nóng hơn nhiều, nhưng mà nó vẫn nóng. Rồi một con xe mạnh như vậy mà đâu lúc nào mà các bạn không có thóc ga, không có vọt ga đâu. Cho nên là theo như mình thấy thì độ bô nó cũng khá là cần. Nhưng mà đừng có kiểu mình độ hơi to quá thôi. To quá người ta bị giật mình đó chứ. Mình thích cái độ trầm ấm hơn. Như đời con bêm đút của mình lên cái cổ full nó hơi to thực sự luôn á. Mà do là mua xe cũ cho nên là cái tiêu zin của cái bô không có còn nữa. Chủ cũ không có để lại. Ra nó cũng quá to. Đợt đó mình tính gắn bô zin là mình đi cổ độ là mình đi là nó khá là êm rồi, ấm rồi. Vẫn có wifi, vẫn có tiếng. Nhưng mà thấy con này đẹp quá cho nên bán luôn. Với lại xe kia nó cũng hơi hơi cũ, đời hơi sâu rồi. Có một vài chi tiết nó hơi hao mòn theo thời gian. Mấy cái hao mòn kia mình thấy hết trơn rồi. Chiếc đó mình thay quá trời luôn. Còn mấy cái mà mình nhìn nó hơi cũ, ví dụ như là mấy cái nút công tắc á, với lại cái cục xây cao su á, lâu quá, với lại đi nắng nhiều cái nó bị nứt cái nó rớt rồi hết chưa. Đó thì con Tracer của mình đây, mình rất là hài lòng với em nó. Mình đang đợi bô về để mình lắp lên nữa, là quá xuất sắc luôn. Còn lại thì mình hết món gì mình độ nó rồi. Ui, con xe đó trên cái thùng nó có cái cát hay cái gì á các bạn, bụi á, chạy gió nó thổi nó bay lên. Rồi chắc là mình xin phép tạm dừng cái video ở đây nha các bạn, tại vì cái GoPro mình nó là giờ chứng rồi, nó báo lỗi rồi. Buồn ghê. À quên với là một cái nữa là cái côn xe này rất là nhẹ nha các bạn. So với con XR thì côn này phải nói là tuyệt vời luôn á, nhẹ cực kỳ luôn. Không cần thay cùm, không cần thay tay gì hết trơn luôn, vẫn rất là nhẹ. Mình thấy cái tay này nó cũng đẹp. Bữa mình lấy cái đồ đánh bóng kim lại mình đánh lên nhìn nó bóng lưỡng luôn các bạn. Còn tay sơn thì bấm thời gian nó bị tróc cái sơn nó ra, nó hơi hơi lởm chởm một xíu. Nói chung là bây giờ mình rất là ưng ý với con Tracer này của mình. Trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp mình làm một cái video review cũng hơi hơi chi tiết cho các bạn xem. Và mình sẽ bắt đầu di chuyển và mình sẽ quay cho các bạn ha. Còn đợt bữa giờ là mình muốn để thời gian để mình trải nghiệm, mình đánh giá thử á, để mình xem có một khoảng thời gian thì mình đi như vậy thì nó ok hay không. Mình cũng không có muốn quay liền, tại vì quay liền mình chưa chạy dưới trơn mà mình quay nó kỳ lắm các bạn. Không có quyết xếp cho nên nó hơi buồn. Không quyết xếp thì nó sẽ vui hơn, mà chạy nó phấn khích hơn, nó đã hơn nhiều. Còn về cái vị trí mà bắt đèn trợ sáng của xe Tracer này, mình thấy cái chỗ này nó khá là đẹp rồi, nhìn nó cũng vừa mắt lắm các bạn. Gắn ở dàn áo không có được, gắn phía trước thì cũng không được luôn. Gắn trên chân kính thì nó hơi thô và xấu. Cho nên là mình thấy chỉ có mỗi cái chỗ gắn ở hai trước này là quá đẹp. Xe mình thì mình chỉ có thay cái đệm mi cho nó sáng hơn, cũng như là mình làm xi nhan trên đó. Và mình vẫn để xi nhan zin nha các bạn. Tùy người thích xi nhan zin hay không, mình thấy để vô nhìn nó đẹp. Tháo ra nó hơi thiếu, nó trống vắng lắm. Còn lại xe thì ok, không có gì, yên sau ngồi thoải mái. Hết rồi. Không còn gì để nói, giờ mình không có nghĩ ra cái gì để mình nói nữa rồi. Hồi nãy nghĩ ra nhiều lắm nhưng mà mấy lần GoPro nó dở chứng rồi, mất hứng các bạn. Tuột mút mất tiêu rồi, nó văng đâu cái mút rồi. Bình dầu này nó hơi to nha. Bình dầu này do là nó
đổi cái tay thắng này thành tay thắng Master Cylinder các bạn. Là cái ép piston thẳng vào luôn á, cho nên là bình dầu phải dời lên đó. Còn bình thường các bạn thấy bình dầu nó nằm ở một cục ở đây, là nó là bóp vào piston nó nằm ngang à, nhớ không nhầm là vậy. Xe này đi hai nó đầm hơn, đi một chạy mà để mất một chỉnh tê xé thấp thấp thì nó lên đầu là dễ luôn các bạn, rất là dễ là đằng khác luôn á. Thôi thì mình xin phép tạm dừng cái video đây nha. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian tại hôm nay trên kênh Daily Vlog của mình. Hẹn các bạn ở những cái tập tiếp theo về con Tracer này. Ok, chào các bạn, bye bye. Ý, trên đường mình bắt gặp một anh GS đi ngang, ảnh bóp kèn tin tin, mình chạy theo cho vui. Anh GS này biển 63 ha, thì đang đi mà gặp xe mô tô trên đường đi chung với nhau khá là vui. GS nhìn nó to với lại hầm hố lắm các bạn. Xe ghế phía trước hình như là có lên bô Acra thì phải. Máy boxer lên bô nghe đã, nhưng mà mình không thích lắm. Mình thích tiếng hú hơn. Nói chung là đi trên đường mà bình thường không phải xe mô tô, xe lớn, xe nhỏ gì đi nữa, mà gặp nhau mà có nói chuyện với nhau hay gì đó, chạy chung với nhau vui. Thật đơn giản, không cần nói chuyện, cứ chạy chạy cái kế nhau là. Không phải gãy đuôi nha các bạn, đừng có hiểu nhầm ý mình. Đôi lúc kiểu chạy lên chạy xuống á, tại xe lớn xe nhỏ thì cũng là xe thôi. Ok, ảnh nghe điện thoại hay gì đó. Mình thì nói chung là tuổi mình còn nhỏ cho nên là thường mình gặp người ta mình hay xưng anh, nhưng mà ở trên game thì mình hơi láo. Ở trên game thì mình ít khi nào mình xưng người ta anh lắm. Mình thấy chỉ có mỗi GS là gắn thùng nhôm nhìn nó hợp thôi các bạn. Tại vì cái phần đầu nó bự với lại máy boxer, khi mà gắn thùng nhôm nhìn nó đầm hay là nó cũng cân bằng cái xe hơn. Còn đối với xe mình thì chỉ có gắn thùng nhựa, nhìn nó mới ok, là giống như con XR cũ á. Dạ. Mình với anh GS mới vừa giao lưu xong các bạn. Chờ quý ship. Anh nói là anh lên Sài Gòn anh đi bảo dưỡng xe, bảo dưỡng ở hãng luôn á. Anh mới vừa đi cái tour Campuchia với cái gì nãy mình quên mất tiêu rồi. Lúc nãy mình mới vừa giao lưu kết bạn Facebook. Cái anh đó anh nói là lên hãng bảo dưỡng để xe đó luôn,
tại vì ở hãng BMW nó hơi khó, nếu mà thay nhớt ngoài hay là bảo dưỡng ngoài là cắt bảo hành luôn á. Xe GS đó mới quá trời luôn, cái đồng hồ mình thấy còn cái tem ni lông luôn á. Nhưng mà công nhận là dịch GS chạy đầm thiệt chứ, xe mình còn tưng tưng bay bổng này kia. Tới Sài Gòn rồi, tới đây chắc là chia tay anh thôi. Tại mình chạy mình cũng ở trong đại này có camera bán tốc độ. Mình vô đây mình set 60 thôi. Đây các bạn thấy biển xe mô tô 60, set 58 cũng được. Rồi, vậy thì cứ để thôi. Ý, anh cũng chạy chậm. Cái cruise control này nó hơi tệ ở cái nút này nè các bạn. Nút bấm vô nó hơi lỏng lẻo, và mình nghe nói bên nước ngoài bị rớt cái nút này ra luôn mà không biết cách nào để gắn lại. Không hãng không có bán đồ thay cái nút này mà bán nguyên cái cùm luôn. Thay nguyên cái cùm thì nó chua lè luôn các bạn. Còn cái cruise control xe Tracer này khác so với con XR là hình như chỉ cần trên 30 thôi các bạn là mình set được rồi. Số nào cũng được, cho số 1, số 2 đều được hết. Là mình bật cruise control lên mình set là được. Còn riêng xe Tracer mình đang đi thì số 4 và tốc độ phải trên 50 thì mới set được. Nhìn đồng hồ GS đảo á. GS với lại BMW mới, bây giờ đồng hồ TFT đa di năng. Xe mình giờ chỉ còn thiếu cây bô với lại quick ship nữa thôi là ngon lành rồi các bạn. Tới đây mình set cruise control thôi. Anh cứ đi trước thì cho anh đi, mình không có đu theo. Giờ cũng tới rồi. Vô trong thành phố mình ít khi nào chạy nhanh lắm. Rồi thôi ok. Thì lúc nãy mình dừng rồi, nhưng mà đi dọc đường thấy anh GS đó, ảnh chạy, mình chạy theo với ảnh, xong rồi ảnh hỏi thông tin này kia nữa, kết bạn trên đường. Thì quay thêm cho các bạn xem một đoạn thôi. Ok, thôi chào các bạn nha. Bye bye.